Chào cả nhà ha. Hôm nay thì trồng cây lan, cây phát tài ha, cây tiếp mộc lan á. Đây, đây là nguyên liệu đi kiếm mấy cái gốc như thế này. Đó, giờ là nước, đây là cái cây xà beng để đào đất. Đây giờ là mình đi trồng. Trồng bên đây đi. Nghe nó đi. Cây to. Ừ. Đây. Trồng cái đó đi, kệ đó đi. Trồng kế bên luôn. Ừ.